Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Kerry gặp mặt với Ngoại trưởng khác của Anh Quốc tại cuộc họp bên lề của cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc, tin từ New York. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông John Kerry trong ngày 23 tháng 9 năm 2013 đã gặp mặt Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Quốc ông William Hague trong cuộc họp bên lề của cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc tại New York. Hai vị ngoại trưởng đã bắt tay đón chào nhau và còn dừng lại để chụp hình chung trước khi tiến vào phòng họp riêng đặc biệt. Cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc năm nay tập trung vào một số sự kiện đang xảy ra, trong đó có cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria và sự bất bình về chương trình giám sát rộng lớn trên toàn thế giới của Hoa Kỳ. Nhưng năm nay có dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran có thể sẽ bớt căng thẳng hơn khi quan chức Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đồng ý gặp mặt với Tổng thống mới đắc cử của Iran, ông Hassan Rouhani. Và nếu xảy ra, đó sẽ là một cuộc họp giữa hai lãnh tụ quốc gia thù nghịch từ khi cuộc cách mạng đảo chính vào năm 1979 tại Iran. Đây là một sự thay đổi rất lớn so với những năm trước, khi người cựu Tổng thống của Iran hàng năm lên tiếng khiêu khích và hăm dọa Do Thái và Hoa Kỳ.